hàng cái. Cái gì trời? Hả? Cái gì? Mấy cái đầu ở An Giang. Trời đất ơi, là cái gì anh chạy? Thôi thôi. Ha, đốt đây này nè, con không phủ cho đó. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Có đâu, để đây, con làm cho. Để đây, để đây, con đốt cho. Thôi, không sao. Để đây con làm. Vậy? Dạ. Con làm ấy, thôi, cháu. Để đây con làm. Này là giết tiền nhận bạc không à? Ờ, cái tao đốt làm cho, ủa, cho tao lấy đi, cha. Đâu có gì đâu. Cho người ta xài. Má trời. Hả? Cho người ta xài đó. Trời đất ơi, đây có hoa hôm qua nay ướt tài càng nó càng nhận là tôi nói gì nhà ông ngọt cháu đó. Ừ. Nói khổ chứ không hỏi đi đắng con nữa chứ khổ chứ tụi gái gì đâu hết rồi đó. Không có hỏi cái nó dạ là bao nhiêu mà hôm qua nay cũng nhận rồi hoa đây với nó là cậu à. Dạ. Không có đây quá. Ma càng nhận đi con cháu ngoài thì thấy chứ đây thiệt à. Dạ cả nhà thì hôm bữa mấy anh em cũng có đi An Giang đó cả nhà, cũng có công chuyện. Dạ thì bữa nay ghé mình dạng như là con đốt cái đây nè. Có gì đâu, có gì đâu cô ơi. Xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, thì ngày hôm nay Ngôn cùng với anh Dương Khải sẽ đến thăm cô Hà và thực hiện một số cái công việc cả nhà. Dạ rồi, có thể là hơi khó nói nha cả nhà. Dạ, thì hôm bữa thì Ngôn có đi cùng với anh Nhân và anh Dương Khải đi An Giang đó cả nhà. Thì Ngôn cũng đã nói rồi là có công việc đó cả nhà. Thì ngày hôm nay Ngôn sẽ thực hiện cái công việc trong cái chuyến đi An Giang đó. Dạ rồi. Thì bây giờ Ngôn xin mời cả nhà cùng theo dõi video để hiểu rõ hơn về câu chuyện ngày hôm nay nha. Hôm ngày con đi An Giang. Trời ơi, tới An Giang rồi, ăn tới An Giang hả? Dạ, con đi An Giang núi núi Cô Tô á. Ờ. Con đi núi Cô Tô. Lên chảnh qua chảnh hả vậy? Lên chảnh kiếm người ăn giúp cho cô Hà hết bệnh nè. Ừ, bệnh gì, tôi bệnh gì đâu. Thấy cô Hà mệt trong người đó. Mệt ghê. Cô Hà có mệt mỏi gì không? Không, có gì đâu. Ừ. Chịu có hơn giờ làm như muốn câu rồi. Ừ. Muốn câu rồi hả? Muốn câu rồi hả? Dạ. Muốn câu rồi hả? Dạ. Muốn câu rồi hả? Muốn câu rồi hả? Tự nhiên cô Hà muốn đi tu hả? Ừ. Thôi được quạt cô ơi, lạnh quá. đang lạnh sống. Ủa sao lạnh? Cái Hà đi ăn gian hả? Ngồi ngồi đây. Dạ. Dạ được rồi cô Hà. Con để con đốt mấy cái này cái. Cái gì trời? Hả? Cái gì? Mấy cái đầu ở An Giang. Trời đất ơi, là cái gì anh chạy? Thôi thôi. Thôi, con đốt cái này nè, con không phủ cho đó. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Có đâu, để đây con làm cho. Ở đây, con đốt cho. Thôi thôi, để đây. Trời, không sao. Để đây con làm. Được vậy? Dạ. Con làm ấy, thôi cháu. Để đây con làm. Này là giết tiền nhận bạc không à? Ờ, cái tao đốt làm cho tao lấy đi, cha. Đâu có gì đâu. Cho người ta xài. Má trời. Hả? Cho người ta xài đó. Trời đất ơi, đây có hoa hôm qua nay ướt tài càng nó càng nhận là tôi nói gì nhà ông ngọt cháu đó. Ừ. Nói khổ chứ không hỏi đi đắng con nữa chứ khổ chứ tụi gái gì đâu hết rồi đó. Cái nó dạ. Là bao nhiêu mà hôm qua nay cũng nhận rồi hoa đây với nó là cậu à. Dạ. Không có đây quá. Ma càng nhận đi con à. Con cậu ngoài thì thấy chứ đây thiệt à. Dạ cả nhà thì hôm bữa mấy anh em cũng có đi An Giang đó cả nhà, cũng có công chuyện. Dạ thì bữa nay ghé mình dạng như là có gì cũng chết đâu rồi là chết. Con đốt cái đây nè. Có gì đâu, có gì đâu cô ơi. Căng nhăn hết quá hả? Thôi giờ sao, gọi giờ hoàn ăn hết nào, này hắn không nổi. Mà ăn được, bình thường cô ơi. Tôi hết tiền hả? Ừ, gì sao? Tiền không gài cho hết hả phải không? Dạ. Tôi mà không nổi. Dạ, để đỡ cho lại nữa. Nha. Yeah. Để đỡ hồi đó cũng cho lại nữa. Giờ không, rồi tổng không gài, rồi sao mà ăn.
con gà cũng khỏe bình thường. Đúng như ăn trước đi. Tôi có xài con hả ơi. Tôi đi đâu ông kia là tôi phải gì đó đây là tôi không chặt ra. Ai? Để xuống cái lỗ đó luôn đó không? Lỗ này. Cái gì vậy? Cái giống gì vậy? Cái này á của hả? Tiền với vàng. Đâu ta để cha. Tiền với vàng. Tiền với vàng không à? Đó, cô chú anh chị để mình đốt cho cô đi đi để cho cô Hà mạnh khỏe trở lại để cô về ở với con chứ để cô ở như gì hoài thấy tội cô quá. Nó mong rằng các vong linh rồi đó thì cứ lại lấy tiền vàng nào nè ha, xài đi, tha cho cô Hà đi. À, có gì? Tôi nói con A này trời đất ơi, tôi không... Đó, cô chú anh chị. Không nói chứ. Cô Hà... Đốt nhang đi, đốt ba cái nhang cầm. Đây, mấy từ từ đi, hát hết lúc nữa. Trời đất ơi, em thấy gì có đụng đúng gì không có không bỏ tôi nữa. Tiền không nè. Đó, tụi con cầu mong cho cô mau hết bệnh. Rồi để về với Châu, ở với Châu. Châu chăm lo cho cô. Con Châu nữa, dùng con hỏi đi. Châu gì xứ gạo tải cậu quá. Dạ. Bổ là... Đó, tụi con thì muốn giúp cô như vậy thôi. Đấy nha cô. Cô cười cái cài. Hả? Cười cái cài. Hôm nay cô cầm cái nhang cô đốt đi. Ha, cô cầm cái nhang cô đốt đi. Cô. Ông đây là cô chú anh chị là ngon cũng làm mà cũng sắp xong rồi đó. Nói nha, cầm bên giữa, cầm bên giữa. Em cầm ngay từng đi. Không thấy rõ không? Bữa nay khỏe không cô Hà? Trời ơi, ổ đốt đó, ông hồn lắng mà, ông tôi có gì cho nổi. Trời đất ơi, nó nghe không phải nói mà, thấy đâu. Cô Hà nói, cô Hà thấy tùm bậy đó, rồi con mới đốt nè. Rồi giờ... Đó, cô... À. Rồi, xong. Mà lại gì cho cái nào nói hả, cái này rồi, ấy gì đây. Hả? Nói gì đây, nói thiệt là không còn cái gì đâu đây. Này cho người ta có tiền xài, có vàng xài rồi cô Hà khỏe, mạnh khỏe. Thôi, tội. Hôm qua đi ra, đi lại ấy hả? Hôm qua con, hôm kia, hôm qua con nghỉ mệt, hôm qua con mệt quá. Hôm kia trời con ơi. Đi An Giang, đi lên núi Cô Tô chảnh á. Ừ. Đặng kiếm người giúp cho cô Hà khỏe nè, mạnh khỏe nè. Ông chắc ông đi đâu, không có nhà ông không? Ai cô Hà? Anh Thiện gì đó. Anh Thiện hả? Ừ. Anh Thiện bữa nay đi công chuyện rồi. Đi quay đâu, con chuyện gì? Đi công chuyện rồi. Hôm nay cô Hà nói ai gầy la cô Hà ban đêm? Ai đâu? Nãy con nghe cô Hà nói đó. Cô nói chuyện nhỏ đậm cháu cơ mà. Ờ. Cô có thằng cha mà đâu được hắn bây giờ không thấy gì có ông hát làm sao? Ông gì đó. À, anh Nhân hả? Ông gì ông kia nữa. Ông Phúc. Ờ, sao giờ có vợ rồi cô Hà ơi, có vợ rồi, vợ không cho đi quay. Ừ.
rồi đó tụi con là cũng đốt một số tiền là cô trả lời mạnh khỏe bình thường nha. Cho người ta có tiền xài với chứ. Vậy được không cô Hà? Cô Hà thấy sao? Ủa thấy gì đâu. Không, ý là cho người ta có tiền xài vậy cô Hà thấy được không? Được. Vậy là tốt ha. Có vàng nữa. Rồi ly cà phê cô Hà đâu rồi? Con mới mua cô Hà đâu rồi? Cô Hà cũng cúng nữa đó ha. Cúng để trên, ở trên đó cô. Cúng không để trên đó cho cũng trống ra cho người ta thấy tốn. Đó cô Hà cũng cúng một ly cà phê đó cô chú anh chị. Cũng như là nay là kết hợp luôn một ly cà phê với đốt một số vàng bạc để cho cô đi cho một cô mau khỏi bệnh nha cô ha. Thôi. Ủa cô Hà, con có cái khăn màu đen đâu, con không thấy cô Hà sử dụng ta. Thấy rồi hả? Cắt rồi. Cô Hà cắt rồi hả? Còn cái này cô Hà ship lại là để làm gì cô Hà cái này nè? Để đi. Đó là đồ cũ hay gì? Rồi cô Hà giặt chưa? Giặt rồi. Đồ cũ nè. Là cô Hà giặt rồi. Này trời khô gáo mà sao con thấy cô Hà dính sình dưới chân vậy? Đi bắt ốc hay gì? À cô Hà đi với mé đằng rửa đồ đó ha. Cái nó dính sình nè. Cô quay cái khăn lại đi cô đừng có thôi tệ nó à. Không mệt đâu. Rồi thôi. Bây giờ ca bản tặng. Thôi cái ca bữa nào. Bữa nay hết chung ca hả? Rồi cậu nha, cậu nhâm đó ca đi đi đâu? Dạ cậu nhân bữa nay đi học rồi cô Hà ơi. Học lái xe. Dạ. Ủa lái gì học? Dạ học đang lái xe bự nữa. Giờ lái mới có 4 chỗ à. Học lái 36 chỗ luôn. Học xong rồi lái xe chở cô đi Sóc Trăng đó. Cô Hà bữa nào đi núi chơi không? Cô Hà bữa nào đi lên núi chơi không? Núi Châu Đốc hay gì? Đúng rồi. Cô đi không? Chả cô đi. Chỗ nào tính là ổ đi với kêu công an ấy, công an đi hả? Rồi cô Hà đi không? Thôi. Đi lên núi chơi. Cô Hà là đi tu mà. Tu ở đây ngôi nhà tu được, đi đâu chứ. À tu ở đây được rồi ha. Tu là người ta phải có thắp nhang đồ rồi ta niệm Phật. Bây giờ các cậu đi sao, giờ sao đây? Thấy cậu thấy có cái tình cảm gì, thấy nó làm như nó không gì người kẻ thì có gì không thấy gì cô. Thôi giờ cậu nghỉ thôi đi ha, rồi đi công việc nghe không. Dạ thì tới đây vậy thôi nghe không, đừng nghe không. Trời ơi. Dạ, dạ cô ơi, hôm bữa con lên mấy anh em con lên An Giang á, có gặp cái ông kia kìa, ổng cũng hay coi cô Hà lắm. Ông hay coi cô Hà trên mấy video mấy anh em con đăng á. Rồi ổng kêu cô Hà là ban đêm vậy đó là cô Hà niệm Phật. Nghe. Niệm Phật á rồi trời cô... đốt đó có dùng cha có kỵ hơn vậy nha. Dạ xong rồi. Trời đất ơi đốt đó. Rồi con dẹp rồi. Không non đốt đó, không non. Sao vậy cô Hà? Non. Rồi. Cô đốt vậy cô Hà sợ hay gì? Người ai đâu đi mấy ngang ai đi ai? Con với anh Khải với anh Nhân ba người đi lên chảnh gặp khán giả của cô Hà đó. Ai khán giả là ai? Là cái người coi cô Hà đó. Người ta coi cô Hà hoài à? Rồi người ta nói gửi lời á là nhắn với cô Hà nếu mà muốn tu thì phải thắp nhang. Thắp nhang với niệm Phật thường xuyên. Nghe cô Hà. Rồi vài bữa là cô Hà bình thường à. Với chừng nào mà cô Hà cởi cái khăn ra cô Hà hết bệnh.
Giờ chừng nào cởi được? Hả cô? Không à? Rồi cô Hai, thí dụ như có ai ăn cắp cái khăn của cô Hai, cô Hai giận không? Ăn cắp khăn cậu, ăn cắp khăn nó dùng. Con cha. Hả? Gửi cô Hà ngủ quên á. Trời ơi. Cái có ai ăn cắp khăn. Hả? Con đâu có lấy đâu. Cô Hà, gửi cô Hà ngủ quên rồi, có ai lấy ăn cắp cái khăn của Hà, cô Hà giận không? Đừng giận nha. Nhớ nha. Ăn cắp thì mua lại cái mới. Nha cô. Sao cắp này cô Hà không ngủ chưa? Chút ngủ đi. Trời ơi. Cậu. Ôi về cậu nghỉ rồi về đi lấy công việc đi, thấy không? Đừng có bị lây chân á, không ơi. Giờ đưa công việc nghỉ nghỉ ngơi thì đó công việc đi, thấy không? Đừng có buồn nghe lời gì bán. Thấy đừng có buồn nghỉ chân á, thấy không? Dạ. Con gán giúp cô Hà coi. Rồi ông kêu có vợ rồi, ổng vợ nhà vợ mình hay gì? Dạ vợ mần. Vợ làm dạng như là tổng đài gì đó. Dạng như là mấy người nói chuyện trên điện thoại mà cô Hà bị trục trặc kỹ thuật gì đó, cái điện lên gặp gì đó. Ảnh nói chơi với ảnh cũng đi quay, nhưng mà quay vòng vòng nhà ảnh không à. Gần gần không mà ảnh không có đi xa nữa. Dạ. Vậy là bữa nào cô Hà mất cái khăn là đừng có đổ thừa con lấy nha. Cô Hà ngủ quên, cô Hà làm mất rồi không đổ thừa nha. Có ngủ không? Cô có ngủ chưa không? Mất cái khăn là nghỉ đội khăn luôn nha. Hả? Có gì đâu. Với mấy cái đồ cũ này nè. Mấy đồ cũ này là giờ bữa mất là cô Hà đừng đổ thừa con nha. Là anh Khải lấy đó nha. Anh Khải lấy đó hay con đâu. Giờ cô Hà đâu chịu con lấy phải không? Phải không? Ta đi ra ngang châu chơi đi. Đi con phải đi rồi. Chắc mơ chiều con mơ ra ngoài thăm châu chứ. Nhà cả nhà ơi, thì Ngôn vừa dạng như là Ngôn vừa đốt một số giấy tiền nhận bạc đó cả nhà. Dạ. Thì cũng hy vọng rằng sẽ sắp tới đây sẽ có một cái bước tiến khá hơn. Dạ rồi. Thì đến đây chắc Ngôn cùng với anh Dương Khải gửi lời chào cả nhà nha. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video kế tiếp ạ. Thì công việc đã làm xong rồi. Thì bây giờ mình chỉ có cái là chờ đợi kết quả thôi. Xem sao. Coi tình hình coi có khá hơn hay không. Dạ. Còn bây giờ Ngôn xin hẹn gặp lại cả nhà và hy vọng rằng cả nhà hãy like và đăng ký ủng hộ cho Ngôn nha. Vậy rồi Ngôn xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều ạ.